Thành thực để mà nói, việc chọn mua cho bản thân mình một mẫu laptop phù hợp nó vô cùng khó. Các bạn có 10 triệu, các bạn có 20 triệu hay các bạn có một khoản tiền nó nằm trong ở cái mức giữa như vậy mà muốn chọn mua bản thân một mẫu laptop làm sao đến được một hãng lớn và bảo mật tốt, điều đó vô cùng khó khăn đúng không? Hãy để mình giúp các bạn ở trong video ngày hôm nay. Phiên bản mình muốn giới thiệu cho các bạn đây đến từ Lenovo. Lenovo ThinkBook thì đây, các bạn nhìn thấy logo phần ThinkBook được in ngay ở trên phần nắp máy. Thì phần nắp máy được làm từ kim loại nhá. Sờ vô cùng mát và mịn luôn, kể cả phần logo này nhưng giống kiểu nó in full lên thôi nên sờ các bạn sẽ không thấy một cái gì cả. Tuy nhiên có một điều mình chưa thích ở cái phần logo này, không phải dòng chữ ThinkBook mà chính là dòng chữ Lenovo này. Nếu như Lenovo mang cái dòng chữ này đặt ở bên trong hoặc thu nhỏ lại một chút thôi thì máy nó sẽ đẹp và tinh tế hơn. Rồi thì đây là phần duy nhất trên máy làm chất liệu kim loại, còn đâu toàn bộ các thành phần khác này làm từ nhựa. Nhựa thì cũng có nhựa dít, nhựa rát. Nhựa này nó cho mình cảm giác vô cùng chắc chắn và không hề hiện tượng ọp ẹp ở tất cả góc cạnh luôn. Kể cả mình sờ, mình bóp hơi mạnh tay một chút thì cũng không cảm nhận được máy ọp ẹp, bởi vì rõ ràng đây là Lenovo, một hãng sản xuất lớn. Bây giờ thì chúng ta sẽ tập trung vào những cái điểm mạnh trên cái mẫu laptop này. Thì đầu tiên mình sẽ nói về phần thiết kế đi. Thiết kế phần nắp máy làm kim loại rồi, khung máy làm từ nhựa chắc chắn thì đều đương nhiên rồi. Chúng ta sẽ phần khung màn hình đi. Cạnh viền hai bên rất mỏng, kể cả trên dưới nó cũng mỏng luôn. Và đặc biệt cái màn hình này ấy, bên trên nó có trang bị webcam, mặc dù chỉ là 720p thôi, nó không quá nét, tuy nhiên nó được bảo mật bằng một cái vô cùng đơn giản thôi, đó chính là một tấm tre. Nếu như không có tấm tre này thì thường các bạn bảo toàn cách nào? Cắt một cái tấm băng dính đen xong dán mà khi không sử dụng. Nó thật sự là một cách làm cũng thông minh đấy, thế nhưng mà nó hơi bẩn một tí. Thì đây, với Lenovo họ trang bị một tấm gạt, chỉ cần gạt nhẹ một phát là xong. Tiếp theo đó đây là về phần phím nguồn tích hợp luôn cả biến vân tay, có cả Windows Hello luôn. Thì nếu như các bạn mà cài mật khẩu này xong khóa máy thì cái phần logo chỗ vân tay này nó sẽ chuyển sang màu vàng, và khi bạn mở máy ra nó sẽ chuyển thành màu trắng để cho các bạn có thể nhận biết được một cách nó dễ và rõ ràng hơn. Rồi tiếp theo nữa đến phần bàn phím. Bàn phím gần như được bê từ dòng ThinkPad xuống, mặc dù nó cũng có điểm khác biệt, một bên ThinkBook một bên ThinkPad mà ThinkPad nó kiểu một phân khúc khác rồi. Tuy nhiên cái bàn phím này nó vẫn cho mình cảm giác sử dụng vô cùng tốt, hành trình phím sâu, khoảng cách phím giữa các phím hợp lý. Vì dù sao đây là bàn phím kiểu checklist thôi nên các bạn không phải phím phải ôm cong này xong phải hành trình phím phải cực kỳ sâu như bàn phím cơ được đúng không, bởi vì đây là phím laptop mà. Thế nhưng mình dùng cái mẫu bàn phím này để đánh văn bản hàng ngày thì không vấn đề gì cả, và nó vẫn có đầy đủ các phím multimedia hoặc thậm chí cả bàn phím số bên tay phải nữa để các bạn có thể nhập liệu được. Rồi chuyển đến phần trackpad. Trackpad cho cảm giác gì mượt mà đấy, thật sự luôn. Đầu tiên mình không ấn tượng lắm đâu, mình nghĩ là vậy, bởi vì dù sao một laptop dưới 14 triệu mà bàn phím ngon này xong thiết kế ok mà trackpad được mượt mà nữa thì hơi khó. Tuy nhiên thì Lenovo vẫn làm được điều này. Rồi đến một điểm mạnh nữa, đó thì về phần cổng kết nối. Khi mà ở bên cạnh phải các bạn sẽ có tổng cộng là 3 cổng USB Type-A, trong đó sẽ có một cổng ẩn hidden USB Type-A đấy. Thì với cổng này các bạn có thể nhét được các receiver vào đây để cầm chuột ngoài những kiểu đỡ bị rơi. Đây là một cách làm khá thông minh, cùng với đó là một khe thẻ SD. Còn sang bên cạnh trái các bạn sẽ có hai cổng USB Type-C, một cổng USB Type-A nữa, một cổng mạng LAN dạng ngạc và HDMI, jack audio combo. Đây là một mẫu laptop gần như là nhiều cổng kết nối và phù hợp gọi là để sử dụng nhất. Và các bạn quan tâm tới là tại sao không có cổng sạc đúng không? Vẫn có cổng sạc, nhưng mà sạc không phải qua những cổng sạc kiểu chữ nhật hình vuông thông thường nữa, mà sạc qua cổng USB Type-C thông qua giao thức Power Delivery. Các bạn chỉ cần cắm vào và sạc thế thôi. Và nếu như bạn mang mẫu laptop này qua bất kỳ kiểu chỗ làm việc hay ra quán cà phê mà chẳng may quên mang sạc một laptop mà nó hết pin ấy, thì các bạn có thể mượn được bất kỳ sạc của ai, chỉ cần sử dụng cổng USB Type-C và có hỗ trợ giao thức sạc Power Delivery, cắm vào thế là xong. Rồi thì đây là những cái điểm mạnh ở trên laptop này, chúng ta sẽ không thể kể thiếu tới, đó chính là phần cấu hình. Phiên bản mình đang có đây sử dụng CPU là Core i5-10210U 4x8 luồng, 8GB RAM, 256GB SSD. Nếu như các bạn quan tâm tới cấu hình này làm được những gì thì nó sẽ làm được Photoshop này, hoặc thậm chí các bạn có thể thôi nhé, edit video nhẹ nhàng ở trên độ phân giải Full HD mà ít hiệu ứng thì nó vẫn có thể làm được. Và nếu như các bạn muốn lưu trữ được nhiều hơn nữa thì trong máy vẫn còn một slot nữa, slot 2.5, các bạn có thể nâng cấp thêm HDD hoặc SSD tùy theo ý thích. Còn thời lượng pin trên mẫu laptop này nó cũng làm mình ấn tượng. Mình là một người dùng nó thực sự không phải quá try hard đâu, nhưng mà một người dùng hơi khó tính một chút, mình để độ sáng khoảng 75% thì sử dụng cái mẫu laptop này nó vẫn rơi được khoảng từ 7 đến 8 tiếng. Còn nếu bạn nào mà người dùng kiểu tiết kiệm pin hơn thì độ sáng khoảng 50% thôi, thì đấy, nó sẽ kéo dài được cả một ngày dài luôn. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tập trung lại và từng cái thành phần linh kiện khác để mình nãy mình bỏ qua và mình nói cái điểm mạnh mà. Bây giờ sẽ phần màn hình đi. Màn hình có kích thước 15 inch, độ phân giải Full HD, tấm nền IPS cho chất lượng hiển thị trung bình, độ sáng trung bình khoảng 250 nit. Thì với cái mẫu màn hình này các bạn có thể làm những công việc như kiểu là giải trí này, soạn thảo văn bản này, xem phim này, nghe nhạc các thứ hoàn toàn ok. Còn đối với những bạn mà cần làm kiểu Photoshop này hoặc là Illustrator làm vấn đề in ấn ấy, thì màn hình này thực sự nó vẫn chưa có thể đáp ứng được một cách mượt mà nhất. Thực ra thì vẫn làm được
nếu các bạn kiểu làm để cơ bản thôi, làm để cho đối tác có thể làm theo thì nó hoàn toàn ok. Tiếp theo nữa thì mình sẽ nói đến những cái điểm mà mình cảm thấy chưa ý trên cái mẫu laptop này. Đầu tiên đó chính là về phần bản lề. Đây như các bạn thấy mở chúng ta rõ ràng rồi, vẫn phải mở bằng hai tay để đảm bảo cho cái bản lề là tối đa. Nó vẫn mở được 180 độ như này, đấy mở thẳng ra bàn. Tuy nhiên cái điều mình cảm không ưng ý một chút nào đó chính là nó quá cứng. Và khi mình mở ra mình cảm giác kiểu mình phải dùng một lực tay rất lớn để có thể mở được mẫu laptop này ra. Thì mình mong là Lenovo sẽ cải thiện vấn đề này. Tiếp theo nữa, nó có rất nhiều cổng kết nối đúng không? Bởi mình bảo có hai cổng USB Type-C các bạn có thể sạc được. Tuy nhiên hai cổng USB Type-C này nó lại đặt ở dưới, nó không phải đặt ở trên đầu. Nếu như hai cổng USB Type-C này đặt ở trên đầu thì mình thấy nó sẽ hợp lý hơn. Thật ra thì nhiều nó cũng vừa có điểm lợi và có điểm hại. Một điểm nữa đó phần trackpad, trackpad Z mượt mà, đây chỉ là Z thôi nhá. Các bạn biết mình còn nói thiếu gì không? Đó chính là cảm giác nhấn xuống thì nhấn phím chuột trái chuột phải nó cho mình cảm giác hơi ọp ẹp một chút. Đây dù sao thì rõ ràng 14 triệu mà Z mượt rồi, xong còn ấn mượt nữa thì nó lại quá đỉnh rồi. Rồi thì còn hệ thống tản nhiệt thì sao? Các bạn quan tâm hệ thống tản nhiệt mẫu laptop này thì thực sự đấy thì nó không phải một cấu hình, nó chỉ là dùng CPU dòng U thôi. Thế nên Lenovo chỉ trang bị duy nhất một quạt và một ống đồng được tản nhiệt cho toàn bộ hệ thống luôn. Nói chung là nó vẫn có thể đủ để máy bạn hoạt động vừa mát lại còn không quá ồn ào. Rồi thì nếu như các bạn quan tâm tới những cái sản phẩm như này thì đường link mình sẽ để ở ngay dưới phần mô tả video. Thì các bạn có thể click vào, đừng quên bấm like, share, subscribe kênh YouTube của Anh Phát Computer để không bỏ lỡ video clip của chúng mình trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.